Chỉ trong 6 tháng, giá xăng đã trải qua 16 đợt điều chỉnh với 12 lần tăng giá. Hiện mỗi lít xăng RON 95 đã đắt thêm 9.000 đồng, còn E5 RON 92 là 8.150 đồng so với hồi đầu năm nay. Giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hồi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp chưa kịp bước chân ra khỏi khó khăn lại phải đối mặt với những thách thức lớn hơn trong cơn bão giá xăng dầu. Ghi nhận của VTC14. Giá xăng dầu có tác động rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực bởi giá các mặt hàng dịch vụ cước phí sẽ tăng theo. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, doanh nghiệp đang trên đà phục hồi phải đối mặt với giá xăng dầu tăng sẽ là gánh nặng vì giá mọi chi phí đều tính vào giá thành phẩm. Việc này có thể làm chậm tốc độ phát triển và tăng trưởng. Thì gần như tất cả những hàng hóa hiện tại nó sẽ tăng theo cái mức như vậy. Dẫn đến cái vấn đề là các đơn hàng của các nhà máy nó sẽ bị giảm đi. Thực ra đấy nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp như bọn tôi. Càng sản xuất càng lỗ. Mỗi một ngày hay một tuần thì cái chỉ số về cái xăng dầu nó một cái nó ám ảnh rất lớn đối với chúng tôi. Nhưng chất lượng tăng trưởng, cái sức cạnh tranh nền kinh tế mới là quan trọng. Xuất khẩu như thế nào, xuất khẩu đem lại giá trị gia tăng cho mình mới là quan trọng. Cái năng lực cạnh tranh của hàng hóa, cái giá trị gia tăng đem lại cho công nhân Việt Nam, cho nhà nước Việt Nam, cho ngân sách Việt Nam mới là quan trọng. Bài toán lâu dài, bài toán dung dưỡng nguồn thu, bài toán phát triển bền vững nguồn thu mới quan trọng. Khi giá xăng dầu tăng và đứng ở mức cao sẽ làm tăng chi phí đầu vào, trong khi giá bán sản phẩm hàng hóa dịch vụ không thể tăng tương ứng. Vì trong và sau đại dịch, sức mua của nền kinh tế yếu, tổng cầu tiêu dùng suy giảm. Theo các chuyên gia kinh tế, trong giai đoạn cấp bách, nhà nước cần cân nhắc cắt giảm các loại thuế phí để đưa xăng dầu về ngưỡng 20-22.000 đồng thì mới có hiệu quả thực chất, thay vì lần nào cũng giảm nhỏ giọt phí bảo vệ môi trường. Có giảm nhưng mà cái độ giảm, cái độ chín của giảm không đảm bảo. Cho nên giá xăng dầu nó cứ bập bềnh ở 30.000 thôi. Nó phải xuống đến tiệm cận đến một cái ngưỡng hợp lý. Như tôi nói, khoảng 20-22.000 là tương đối có thể chịu đựng được trong điều kiện hiện nay. Nó tạo ra một cái sức ép rất là lớn, hạn chế bất khả năng cạnh tranh, chi phí đầu vào rất là cao. Cho nên tiếp tục nó đẩy cho giá thành và chi phí của tất cả mặt hàng khác lại tăng cao. Mà nó tạo một cái sức ép lạm phát rất là lớn. Thế thì phải chăng trong bối cảnh tình hình như vậy thì có những quan điểm chúng ta phải đánh đổi. Một là sẽ giảm thuế đi, giảm cái nguồn thu ngân sách đi để giảm bớt áp lực lạm phát. Thời gian qua, chính phủ đã có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong quá trình hồi phục kinh tế của đất nước. Trong đó, thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nói rõ lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thế nhưng trước những thách thức và khó khăn chưa từng có của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thì Petrolimex vẫn bình chân như vậy bởi trong đơn giá cơ sở đã được cộng lợi nhuận định mức. Là thuế tiêu thụ đặc biệt, là cái thuế cay đắng nhất. Ông áp cái xăng là cái mặt hàng thiết yếu. Như cơm ăn nước uống, tôi xin nói thẳng nhé. Mà lại áp cùng với rượu, bia, thuốc lá là không ổn. Vô lý. Có những quan điểm cho rằng phải chăng nên xem xét đối với xăng dầu là mặt hàng thiết yếu. Tại sao mặt hàng thiết yếu lại đi đánh thuế tiêu thụ đặc biệt? Xăng dầu thì đã đánh thuế bảo vệ môi trường rồi, thì bây giờ lại còn đánh thuế tiêu thụ đặc biệt làm gì nữa? Cũng theo các chuyên gia, có những nhóm ngành bị ảnh hưởng mạnh và ngay lập tức, cũng có những nhóm ngành ít bị ảnh hưởng ngay từ đầu, nhưng lại chịu ảnh hưởng ở những vòng sau. Sức khỏe của nền kinh tế và quá trình phát triển bền vững đang phải đối mặt với những rủi ro với mức giá xăng dầu như hiện tại.